chuyện cổ tích cho bé, cậu bé và cây táo. Ngày xưa ngày xưa, có một cậu bé hàng ngày cậu rất thích đến chơi với một cây táo rất to. Cậu leo lên cây để hái trái ăn, ngủ những giấc trưa ngon lành dưới bóng dâm của cây. Cậu rất yêu quý cây táo và ngược lại cây táo cũng rất quý mến cậu. Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh, cậu bé giờ đã lớn và cậu không còn lui tới chơi với cây táo nữa. Rồi một ngày nọ, cậu đi tới chỗ cây táo với một nét mặt buồn rầu. Cây táo reo lên gọi cậu hãy tới chơi với ta cậu bé đáp cháu giờ đã lớn rồi không còn là đứa trẻ năm xưa nữa cháu chẳng thích chơi dưới gốc cây nữa cháu giờ chỉ thích chơi đồ chơi và hiện giờ cháu đang cần tiền để mua chúng cây táo nói với cậu bé rất tiếc ta chỉ có những trái táo ngọt ta không có tiền nhưng cậu có thể hái những trái táo chín mọng của ta đem đi bán đổi lấy tiền mua đồ chơi cậu bé mừng rỡ cậu trèo lên cây hái toàn bộ số táo trên cây và sung sướng đem đi bán. Cây táo rất buồn bã vì kể từ hôm đó không thấy cậu bé quay trở lại. Một hôm, cậu bé giờ đã lớn thành một chàng trai, cậu trở lại và cây táo thấy rất vui mừng khi nhìn thấy cậu. Cây nói: "Hãy tới chơi với ta." Cậu đáp: "Cháu giờ không có thời gian đâu để vui chơi. Cháu còn phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình cháu. Gia đình cháu hiện giờ đang rất cần một ngôi nhà nhỏ để trú ngụ." Bác có gì để giúp đỡ cháu không? Cậu táo nói với cậu, "Ta xin lỗi cháu, ta thì không có tiền mà cũng chẳng có nhà, nhưng cháu có thể chặt cành của ta để dựng nhà." Thế là chàng trai cầm rìu tới chặt hết cành trên cây táo. Cậu vui vẻ chở gỗ về dựng nhà và cũng kể từ hôm đó cây táo lại không thấy cậu quay trở lại nữa, cây táo rất buồn. Một ngày hè oi bức và nóng nực, chàng trai giờ đây đã cao tuổi quay lại chỗ cây táo. Cây táo thấy chàng trai mừng rỡ gọi hãy tới chơi với ta chàng trai ủ rũ nói với cây táo cháu cảm thấy rất buồn vì càng ngày cháu càng già đi cháu muốn được trèo thuyền để thư giãn một mình bác có thể giúp gì được cho cháu cây táo đáp ta thì không có thuyền nhưng cậu có thể dùng thân cây của ta đóng lấy một chiếc thuyền để một mình trèo thuyền ra xa được thư giãn nghỉ ngơi trên thuyền một mình giữa sông nước chắc cậu sẽ thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn chàng trai chặt cây táo để làm thành một chiếc thuyền Cậu chèo thuyền lênh đênh giữa sông để nghỉ ngơi thư thái. Nhiều năm sau, cậu quay lại chỗ cây táo, thấy cậu tới cây táo nói: "Xin lỗi con trai của ta, giờ đây ta không còn gì để giúp con nữa rồi. Ta giờ chỉ là một cái gốc, không có thân cũng chẳng có táo. Ta thật sự không giúp được gì cho cậu nữa. Cái còn lại duy nhất của ta là bộ rễ đang chết dần chết mòn cây táo nói với cậu, những giọt nước mắt rưng rưng chảy xuống. Cậu bé đáp: "Giờ đây cháu cũng đã già." cháu không còn đủ sức để leo trèo nữa cũng không còn răng để mà ăn táo cháu chỉ cần một chỗ để ngồi nghỉ vì cháu đã quá mệt mỏi với những năm tháng vất vả đã qua cây táo nói với cậu ôi vậy khi gốc cây giả cỗi này của ta là một nơi rất tốt cho cậu dựa vào và nghỉ ngơi hãy tới đây với ta chàng trai ngồi xuống gốc cây giả cỗi cây táo mừng rơi nước mắt đây chính là câu chuyện của tất cả chúng ta hình ảnh cây táo trong chuyện chính là hình ảnh của cha mẹ khi chúng ta còn nhỏ ta được cha mẹ yêu thương che chở khi chúng ta lớn lên ta bỏ cha mẹ mà đi và chỉ quay trở về khi cần sự giúp đỡ của cha mẹ nhưng lúc nào cũng vậy vòng tay của cha mẹ luôn sẵn sàng ôm chúng ta vào lòng nâng đỡ hy sinh tất cả để cho ta được hạnh phúc nhất